Sau đây, chúng ta sẽ cùng chào đón sự hiện diện trên sân khấu của ba thí sinh tiếp theo. Xin được giới thiệu số báo danh 12 đến từ Vương quốc Campuchia, thí sinh Chamraun Sophia, và thí sinh số báo danh 18 đến từ Việt Nam, Phan Thu Lan, và thí sinh số báo danh 98 đến từ Việt Nam, Phạm Tiến Mạnh. Now let's welcome our next three contestants. Chamraun Sophia from the Kingdom of Cambodia with Bad Boy written by Nam Budarath, and Phan Thị Thu Lan from Vietnam with Hello Vietnam, and Phạm Tiến Mạnh from Vietnam also with You Raise Me Up written by Ralph Loveland. Thank you. Please enjoy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh của thí sinh đầu tiên. Xin chào các bạn, tên tôi là Chamraun Sophia. Tôi đến từ đất nước Campuchia. Đây là lần thứ tư tôi đến Việt Nam. Việt Nam thật đẹp và con người nơi đây cũng thân thiện như người Campuchia vậy. Hey, come take it in, make it on, turn up, let's be a bomb.